kiên định, nguyện lực kiên định. Cái người mà người ta muốn về Tây Phương Cực Lạc, người ta không có lo gì ở đây kiên cố, người ta nhìn họ rất là bình thường, những cái gì cũng đơn giản hết trơn á, mà mục tiêu họ tất cả mọi thứ đều là để về Cực Lạc. Thiện duyên cũng về Cực Lạc, mà ác duyên cũng về Cực Lạc. Có nhiều người niệm Phật mà không có cái nguyện kiên cố, kiên định về Cực Lạc á, thì gặp ác duyên phiền não đến, họ niệm, họ tu làm sao qua hết cái ác duyên đó rồi, thôi phè phè không tu nữa, là tu đối phó với ác duyên. Mà cái người họ muốn về Cực Lạc rồi, khi mà ác duyên đến với họ, họ vẫn niệm. Rồi thiện duyên, thuận duyên đến với họ, họ cũng niệm. Ác duyên hay là thiện duyên, nghịch duyên hay thuận duyên đều giúp cho họ đi về Cực Lạc hết. Thì người này thành công. Thường thì bọn phàm phu chúng ta gặp ác duyên thì gì? Than trời trách đất, phiền não chịu không nổi. Sanh ra gì? Phiền não, rồi để tiếp tục tạo ác nhân, rồi ác duyên, ác quả, ác báo, nó cứ cuốn trong đó, nó cuộn trong đó. Rồi khi gặp thuận duyên cái gì? Có của cải vật chất đầy đủ rồi, cái bắt đầu là nó đắm trong đó, nó cũng tu không được. Ấn Tổ nói cái người mà gặp ác duyên á, cái việc gì họ cũng làm, cho nên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, họ làm liền à. Bởi vì họ chưa lớp rớt vào trong cái dòng sơ quả tư đồ hoàng, cho nên họ còn là tâm phàm, cho nên đụng cảnh phàm là họ dính. Rồi họ khi họ thuận duyên, họ gặp ông chồng làm ăn có tiền có bạc, trúng số hoặc có điều kiện vật chất, thì nó dính vô ngũ dục, tài sắc danh thực, thì không thoát khỏi nó, chỉ bước vào trong sơ quả tư đồ hoàng. Bắt đầu họ vô dòng thánh rồi, sanh lên cõi trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần là họ thoát ly sanh tử á. Thì nếu mà họ không đi tu á, mà họ có vợ đó, mà bắt hạ hành cái chuyện tà dâm, họ thà bỏ thân mạng cho họ không làm. Cái chuyện này hôm bữa Ấn Tổ cái dẫn chứng, thì Nhuận Minh có đọc. Cái này hôm nay chúng tôi thực lòng nói chân thành với quý vị, lắng nghe chỗ này quan trọng. Cái người mà họ muốn vãng sanh, họ nuôi cái mầm tưởng tín nguyện. Chúng tôi dùng cái mầm tưởng, tức là cái ý niệm này nó còn nhỏ nhoi, nó thành một cái mầm tín nguyện họ nuôi dưỡng ở trong đó. Hằng ngày họ sát sao với câu Phật hiệu, với bộ kinh Vô Lượng Thọ, với kinh A Di Đà. Và họ nguyện một đời này về Tây Phương Cực Lạc. Không có chuyện gì dính vô tâm họ được hết. Thì lúc lâm chung họ chưa được nhất tâm bất loạn, họ mười niệm họ vẫn được sanh. Quyết định Đức Phật không nói ngoa, nói sai. Còn nếu chúng ta để cái tâm mà ái nhiễm ở trong này, thì quyết định chúng ta không được vãng sanh rồi đó. Bởi vì cái tâm ái nhiễm thì nó vô trong bụng mẹ tiếp. Mà ái nhiễm mà nặng nữa đó, cái tâm ái nhiễm mà nặng nữa đó, đời sau nó làm loài dê, loài chim xe sẻ, làm mái, loài cá.
Đây là cái nhân tố để sanh tử luân hồi. Cho nên Ấn Tổ có những lá thư Ngài nói là các vị đừng có nói tôi làm sao vị lão sư này cứ đi ăn nói về cái chuyện mà ăn nằm giữa vợ chồng. Vì cái chuyện này không ai nói mà tôi thấy nó nguy cập. Cái chuyện ăn nằm ân ái đó là vì nói dối tâm đường có con có cái xong là đoạn tiệt. Nếu còn lấy cái này làm chuyện ưa thích, làm niềm vui á, thì người này không được vãng sanh. Tâm ái là tâm nhơ nhiễm tưởng, không phải thanh tịnh tương ưng với tâm Phật. Từ này người này sẽ cách ngăn với Phật, dầu cho họ niệm một ngày 15 muôn 150 ngàn câu mà tâm ái này chưa chuyển được. Ái sắc, ái tài, ái danh, ái thực, ái thì. Hôm bữa cũng có một cô xuống cô nói: "Úi dồi ôi, cô niệm Phật mà sao con nhớ đứa cháu con thương nó thế?" Giảng Nhàn mới kể cái câu chuyện là gì? Ngài Trí Công được một gia đình Phật tử mời Ngài đến để dự đám cưới. Mà gia đình đó không có biết Ngài là người tu, không có đi dự đám cưới. Nhưng mà Ngài cũng hoan hỷ Ngài đi. Ngài kêu có duyên với họ đến để mà mình biết đâu là để mình khai thị. Mà đúng thiệt Ngài đến cái Ngài kêu: "Ồ sao bà nội lấy đứa cháu vậy?" Cái gia đình chân hửng ra kêu: "Ồ sao bà nội lấy cháu?" Ngài hỏi: "Sao kỳ vậy?" Ngài nói: "Sao kỳ vậy?" Ngài kêu là: "Bà nội này thương đứa cháu quá. Khi bà chết rồi đó, bà sanh bên bà đầu thai vô, bà chui vô cái bụng ở trong cái gia đình hàng xóm. Hai cô chú này mới đám cưới xong họ chui vô đó, bà già chui vô đó. Bắt đầu lớn lên cái rồi cái đứa nhỏ này cũng 2-3 tuổi rồi, cái bắt đầu đứa bé này nè thương với nhau, cái hai gia đình làm xui gia." Cho nên con mắt của phàm phu mình một đời thì thấy vợ chồng, nhưng mà con mắt của các vị đắc quả rồi nhìn thấy đời trước chồng vợ mình coi chừng là cha mẹ. Thì các ngài mới nói là loạn luôn. Nếu mà có con mắt được gọi là Phật nhãn, thiên nhãn nhìn được quá khứ thì chúng ta là loạn luân. Nhưng mà con mắt bình thường của phàm phu chúng ta thì cho phép. Cho phép mà thực sự cái người mà có tu là ta sanh làm hổ thẹn. Cho nên cái chuyện để luân hồi sanh tử đó là cái tâm ái, tâm dâm. Nếu không niệm Phật thì đây là một cái nhân để chúng ta phải đọa lạc, không về với Phật được. Khi tham họ tham không được là họ khởi sân lên. Mà cái sân đó nếu mà trung bình đó, là nó lên cái cõi Atula, nó hai cái mặt trời nó nóng tranh đấu nhau. Phi nhân phi thiên là cõi Atula, không phải người không phải trời. Nó nằm lên chừng giữa trời người, nhưng mà hai mặt trời nóng tánh dữ lắm, họ tranh đấu hoài à. Họ lên cổ trời họ thấy mấy vị cho nó đẹp đẹp là họ quýnh lộ mấy ông trời. Còn nếu mà sân nặng thì vào trong địa ngục, nguy kịch vô cùng. Nếu không niệm câu Phật hiệu thì tâm phàm đụng đến đâu là nó sẽ tham sân si mạng trong đó, chịu không nổi. Thực sự hôm nay chúng tôi lên nói để tự mình thấy trong lòng mình hổ thẹn vô cùng, chứ không phải dạy đời các thầy, các sư cô, các Phật tử đâu. Nói lên để mình hổ thẹn. Chỉ về tới Tây Phương Cực Lạc gặp Đức Phật A Di Đà rồi, ca khúc Hải Hoàng yên tâm, không còn thối đọa nữa. Hôm nay thì Giác Nhàn thực sự lên đây chia sẻ, quý Phật tử về đây thì phát tâm cúng dường, lo lắng cho Tam Bảo. Cho nên chúng tôi đáp lại cái tấm lòng thậm tình của quý vị, chúng tôi lên chia sẻ những cái điều tâm huyết trong văn sao Ấn Tổ. Chúng tôi nói dẫn chứng nhiều cái mẫu chuyện thực tế để quý vị hiểu ra, cho nhiều người đọc vô văn sao đọc không nổi. Thấy cứ nói chuyện cho người ta không, nó không có một hứng thú. Nhưng mà cái người mà họ niệm Phật á, họ coi vào trong đó, họ siêng niệm Phật, họ coi vào trong đó, họ thích thú vô cùng. Vì cái tâm của Ngài niệm Phật, Ngài nói ra những điều đó rồi mình niệm Phật, mình tương ưng vào cái lời đó. Hay. Tinh tấn. Tinh tấn tức là tinh chuyên không xen tạp. Nếu mình tu nhiều môn mà không có môn nào làm chủ hết trơn, thiền cũng tu, tịnh cũng tu, giáo cũng học, mật cũng tu, không có môn nào là chủ hết, không có môn nào làm chánh hết, thì người này không thành tựu được. Bây giờ lấy niệm Phật làm chánh hạnh chuyên tu, Ấn Tổ một đời Ngài tụng một cuốn kinh A Di Đà suốt luôn cả cuộc đời Ngài. Trong thất của Ngài có một cái chữ tử treo ở đó. Ngài nói là chỉ có cái phương cách áo
diệu nhất để niệm Phật nhất tâm bất loạn, để buông xả vạn duyên, lấy cái chữ tự dán ở trên trán phủ xuống lông mày. Bữa giấc nhạc ăn cơm buổi sáng nói với mấy thầy, chút nữa thầy Nhật Tánh in dùm thầy mấy cái chữ tử, thầy che dán cho mấy chú mấy thầy hết trên trán. Nói cho vui vậy thôi, chứ còn nếu mình dán mà mình không có nghĩ trong lòng mình là gì, là chết đó, thì vọng tưởng nó vẫn phấy đầy mình. Mà hay nha, hay cái chỗ này, áo diệu đúng là lời các ngài nói nó không sai. Khi mình nghĩ cái gì xa xôi, sang năm nữa mình làm cái gì, hoặc mình vọng tưởng, mình kêu tổ dậy mình chuẩn bị chết rồi, sáng không bảm bảo được đến chiều, mà mày suy nghĩ cái gì mà nhiều quá vậy mày, mình nói với nó đó, mày suy nghĩ cái gì mà nhiều dữ vậy mày, thôi niệm Phật đi, an ủi nó, niệm Phật đi, chết đến nơi rồi. Ấn Tổ nói, người phàm phu cứ lo ăn uống sinh hoạt nghỉ sống, không bao giờ nghĩ để chết. Nếu nghĩ để chết thì sắp xếp cái chết cho đàng hoàng, lo lắng cái chết cho tươm tất, thì người này sẽ chết bình an, đúng không quý vị? Nếu mà không có lo kỹ càng, lo cho tươm tất để mình chết bình an, thì chết một cái là quíu tay quíu chân. Gặp gia đình của quý vị khóc lóc nữa là Ấn Tổ nói giống như đó, xô mình xuống hố, còn hè nhau quăng đá xuống nữa, chịu nó không? Cho nên hai cái điều mà không được vãng sanh, thứ nhất là gia đình quý vị không nói cho họ biết cái pháp hộ niệm, cho nên phá chánh niệm quý vị. Khóc lóc rồi đủ thứ trong đó hết trơn, mang quý vị phải đi chữa bệnh mà thọ mạng hết rồi, cứ chữa hoài cho nó tốn phước, tà hao phước nữa, rồi chết ở bệnh viện luôn. Cái đó là gì? Là lũ con si dại. Ấn Tổ nói là lũ con si dại, đem cha mẹ vứt xuống hố, còn hè nhau quăng đá xuống nữa. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là tâm mình còn liếng trần cảnh nhà cửa, tiền bạc của cải, không muốn về Tây Phương Cực Lạc. Hai cái này là giàu có ban hộ niệm cũng chịu thua. Ban hộ niệm là trợ niệm, còn cái chánh nhân của mình không tích lũy được. Nó chỉ có một cái giúp cho quý vị á, là không bị đọa lạc. Cái gì? Trong cái lúc ra đi niệm câu Phật hiệu, mà chịu niệm, chịu nghe câu Phật hiệu, mà không có nguyện vãng sanh Cực Lạc, nó đỡ một cái là không có khởi lên ác niệm tham sân si, nó không đọa vào tam đồ thôi. Tinh tấn chuyên rồng một môn, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, tụng một bộ kinh A Di Đà lấy làm chủ, niệm câu Phật hiệu lễ Phật lấy làm chủ, còn tất cả mọi cái khác làm trợ hạnh. Phóng sanh, in kinh, làm phước, tất cả mọi thứ là trở hạnh, và mục tiêu đó là để đi về Cực Lạc. Thì người này gọi là tinh rồng chuyên tu một pháp môn. Tính tấn niệm. Cái chữ niệm, chữ Hán á, nó triết tự á, ở trên có cái bộ kim là nay, ở dưới là có bộ tâm, là cái tâm của mình ngay bây giờ niệm câu Phật hiệu, không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, chỉ trong ngay hiện tại này niệm câu Phật hiệu, gọi là chánh niệm. Nhớ chỗ này nha. Còn cái chữ tâm ở dưới, mà cái chữ kim ở trên, mà cái người tu thiền là họ sống bằng cái tâm hiện tại, an trú trong hiện tại, an trú trong chân tâm thường trụ. Dẫu cho họ ngộ được chân tâm hồn thường trụ, họ là triệt ngộ đi, nhưng mà họ vẫn chưa chứng. Mà chưa chứng khi hơi thở ra không hít vô được nữa là phải luân hồi. Cho nên ngài triệt ngộ thiền sư là Mộng Đông đó, vị tổ trong Tịnh Độ thứ 11, ngài là triệt ngộ rồi đó. Mà ngài nói là thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, về Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu để nó triệt chứng luôn. Chứ còn không là triệt ngộ vẫn chưa triệt chứng, mà bây giờ tìm người triệt ngộ tìm không có. Cho nên ngài Vĩnh Minh đó, cái lúc mà ngài tu thiền được, ngài Trí Giả đại sư khai thị cho nên ngài ngộ về thiền rồi á, rồi cuối cùng sao, ngài là biểu pháp chứ ngài là Phật A Di Đà rồi, mà sao ngài còn lượng chứ, phải không? Rút xăm ra lựa coi thử coi là mình tu tịnh độ hay tu thiền. Cuối cùng ngài rút 7 cái lá xăm ra đều tu tịnh độ hết. Ngài là Phật A Di Đà, ngài biểu pháp á, ngài chuyển qua tu tịnh độ để nhắc cho những vị tu thiền là muốn cho mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người này phải tín nguyện kiên định niệm câu Phật hiệu cho tốt, tích lũy thiện căn. Cái người niệm Phật á, là người ta tu định, an trụ trên câu Phật hiệu gọi là định. Thấy vọng tưởng qua lại, làm chủ được không theo nó là trí tuệ.
dứt được vọng tưởng do câu Phật hiệu, nó có cái công năng một câu A Di Đà Phật, nó tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử, nó tiêu được gọi là giới. Cái người niệm Phật là định huệ song tu giới hạnh viên mãn. Còn giữ giới mà giữ bên ngoài đó ngang, mà trong tâm mình không kìm được một thời gian nó bùng lên chịu không nổi. Cho người niệm Phật là phải gì? Niệm Phật trì giới. Mà khi họ niệm Phật rồi, họ phạm giới cái là họ giật mình, họ sợ liền. Bởi vì họ thấy rằng đây là cái nhân đọa lạc, họ sợ. Mà người không niệm Phật, họ nhập cuộc vô, họ thấy là vui, họ thích thú trong đó. Cho nên lắng nghe chỗ này hơi sâu một chút. Sáng giờ nói hơi căng không? Có buồn ngủ không? Lắng nghe ha, lắng nghe chỗ này nha. Chỗ này quan trọng. Khi mà cái người mà niệm Phật á, họ nhìn tất cả vạn vật bên ngoài đều tùy duyên hết. Họ gặp người đó là người ác, họ cũng nói tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Cái câu này trước chúng tôi nghe Hòa Thượng nói mà chúng tôi không có thẩm thấu được, giờ thấy đúng thì. Họ gặp người thiện, họ cũng nói tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Còn hạng phàm phu á, gặp người ác, đối xử với mình ác, tức tối, trời ơi con mẹ đó thôi, nó xấu quá, nó ác quá. Cái tự nhiên mình nhập cuộc vô nhân vật đó mà. Đúng không? Đúng không? Còn cái người đó người ta làm thiện, người ta làm phúc quá chừng luôn, mình mặc cảm, mình kêu trời ơi sao người đó tốt quá, tự nhiên sao mình dở thế. Mà nếu tâm không có niệm Phật thì nó phải như vậy đó, nó là như vậy đó. Còn cái người niệm Phật là họ giữ vững, họ trụ lại được. Họ trụ lại được là nhân vật đó là nhân vật đó, tốt lắm, tốt lắm, ác, tốt lắm, tốt lắm. Thời gian trả hết nghiệp ác nó cũng trở về thiện à. Rồi cái người, người ta đang hưởng ngũ dục khổ đau quá, tốt lắm, tốt lắm, nó hưởng hết ngũ dục, nó khổ đau rồi bắt đầu nó quay đầu. Ông chồng ông về ông chửi mình, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Được không? Chứ giờ nói gì, chẳng lẽ cãi nhau, kêu tốt lắm rồi A Di Đà Phật. Bữa có đứa con nó dắt hai ông bà vô từ quầy Bắc. Chủ nhật này tưởng gặp, chủ nhật vừa rồi tưởng gặp chúng tôi, không gặp cái xin xuống gặp với đó. Chúng tôi thực sự thì không có muốn tiếp khách gì cả, bởi vì mình niệm câu Phật hiệu nó cũng chưa có thuần. Khi gặp rồi nó gián đoạn cái câu Phật hiệu, tuy nhiên họ từ quầy Bắc vô thôi mình cũng hoan hỷ. Chứ nếu mà ở gần gần đây kia thôi để chủ nhật gặp đi. Thì đứa con nó vô nó nói thưa thầy, ba của con thôi, ổng chửi má con mà ổng uống rượu ổng chửi, không ai dám gần gũi ổng. Nay có thầy con mới dám nói, chứ nếu mà không có thầy chắc ổng cũng chửi con tiếp. Mà đúng sao ổng vô trong đó ổng ngồi từ từ bắt đầu lần cái bắt đầu dắt nhàng nói chuyện từ từ. Ổng kêu con cũng niệm Phật mà. Ông kêu ông niệm Phật cái miệng nhưng mà cái tâm ông nó như con rắn vậy đó, gọi là khẩu Phật tâm xà. Nếu mà thực sự ông niệm Phật, ông có cái lòng thương tâm ông như tâm Phật thì làm sao ông chửi bà vợ, ông chửi mọi người. Mà khi ông chửi như vậy, ông thỏa mãn cái lòng sân rồi đó, không ai dám gần ông. Ông thấy con rắn có ai dám gần không? Kêu không, con rắn không ai dám gần. Thì ông ác độc cái tâm ông mà bực bội tức tối, chửi người khác, ai cũng không dám gần ông. Ông kêu đúng rồi, ai cũng bỏ con đi hết. Vợ con cũng qua nhà con nuôi cháu, con ở nhà mình à. Kêu do mình cái tâm ác có ai dám gần mình. Nếu mà cái tâm ông lành thiện là Phật thì ai cũng sẽ đến với ông. Ông kêu úi dồi, con không nghĩ ra thế này. Úi dồi. Nên là họ nói làm sao họ không nghĩ ra được điều này. Khi cái tâm ác nó bao vây rồi, ông không có nhận định nó là ác được nữa. Giờ ông về ông niệm Phật cho thầy ngang. Ông ăn chay trường chưa? Kêu dạ chưa. Kêu bây giờ ông về ông ăn chay trường ngang. Ông kêu thôi cho con 5 ngày trước đi. Cái nghiệp con người nó kiên cố thiệt tình. Nói 2 tiếng đồng hồ rồi chứ thôi 5 ngày thôi. Bà vợ trời ơi, mặt mày nhìn thấy thê thảm kiểu đó. Hai ông bà không niệm Phật nó khác với lại cái bà bên cạnh này, thấy chưa? Bà bên cạnh này bà ở cũng từ Cẩm Phả Hạ Long, bà vô mà nhìn bà quan hỷ, bà lòi lên Phật pháp nhiệm màu. Cái người niệm Phật nó có cái ánh quang minh bên ngoài, ai cũng muốn gần gũi hết. Còn hai ông bà sao nhìn thảm não quá. Nghe vậy bắt đầu từ từ cái bắt đầu là gì? Bà già bà kêu thầy, giờ thầy có cách gì? Ông về ông chửi con không buồn không? Bà kêu bây giờ bà bán hết cái
bán hết những cái lời chửi bán ông đi cho Phật cái Di Đà, bà chửi gì đi nữa là kêu thôi bán hết cho Phật, mà bà đã bán rồi cái là bà cụ lo niệm Phật mà bán rồi thì mình không giữ, đúng không ạ? Bây giờ bà có trái mít, trái sòi, trái ổi hoặc bà có vàng bà bán đi rồi nữa, bà còn giữ nữa không? Kêu không, kêu gì? Bây giờ quyết định bán cho Phật, không giữ nữa, niệm con A Di Đà Phật thôi. Bà cười, bà sướng á, bà sung sướng, bà ngộ à, bà ngộ ra, bà hiểu ra. Bà kêu úi rồi sao con ngu thế, trước giờ ông chửi con nằm đêm con khóc thầm hoài, mà con khóc vậy là con cũng khổ theo nữa, con cũng khóc theo. Sao con ngu thế, con không chịu bán cho Phật đây. Những cái câu đơn giản mà mấy bà già trầu bà lại ngộ. Tính tấn niệm định tuệ. Khi một câu Phật hiệu đề khởi niệm từng chữ cái tâm mình nó định ở trên đó. Khi nó tính cái việc gì không phải nó lao mình vô liền, nó suy nghĩ lại. Để Phật tính đi, niệm Phật để Phật tính đi, lại ra việc. Ít ai tin chỗ này lắm á ngang. Để Phật tính tức là trong cái câu A Di Đà Phật nó có vô lượng trí tuệ, vô lượng giác. Rồi tự nhiên công việc nó xoay chuyển sao nhờ cái công đức Phật hiệu, nhờ sao mình âm thầm mình không hiểu nổi. Đúng Ấn Tổ nói là chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu nổi cái người niệm Phật. Xoay chuyển sau đó rồi cái bắt đầu gì? Thông suốt. Cho nên Di Đà dạy ta niệm Di Đà, miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà, Di Đà, Di Đà, cứ niệm luôn, hèn chi Di Đà, niệm Di Đà. Hèn chi Đức Phật A Di Đà con, niệm ông Phật Di Đà cha. Thị giác Phật A Di Đà, thị giác niệm câu A Di Đà Phật là bản giác. Cái người niệm Phật khi mà người ta khởi lên được cái lòng từ thì người ta được ngũ phước. Bởi chúng tôi định nói chỗ này và chúng tôi nói một chút xíu nha. Khi mà người ta niệm Phật, người ta khởi lên lòng từ được rồi đó ngang, là người ta phóng sanh, người ta ăn chay, tự nhiên cái phước báu ngũ phước nó tới. Ngũ phước nó tới là thân tướng họ bắt đầu đẹp ra. Ngũ phước thứ hai là thân tướng không bệnh hoạn. Ngũ phước thứ ba là họ làm ăn tiền bạc của cải có. Ngũ phước thứ tư là họ chết không, họ chết nhưng mà không khi nào họ chết trước thọ mạng. Một là qua khỏi thọ mạng, thọ mạng họ 60, không bao giờ họ chết trước 60. Họ một là chết 60 hoặc là qua khỏi 60. Và cái thứ năm đó là họ chết được bình an. Cái người mà niệm Phật họ có ngũ phước, cái người mà phóng sanh có ngũ phước, cái người ăn chay họ có ngũ phước. Thứ nhất là thân tướng họ càng ngày càng khỏe mạnh đẹp ra. Thứ hai là không bệnh hoạn. Thứ ba là khi không bệnh hoạn thì tiền của nó có dư. Có nhiều người giàu có là mà bệnh rề rề, bệnh riết sạch cửa, sạch nhà hết trơn. Thứ tư đó là họ chết không bao giờ chết trước thọ mạng. Nghĩa là không bao giờ chết yểu, hoặc chết là bất đắc kỳ tử đâu. Và thứ năm đó là họ chết được bình an. Đó là ngũ phước. Khi người ta có ngũ phước. Mà cái người không niệm Phật, không phóng sanh, không ăn chay, không tu tập, không tích đức á, thì nó không có ngũ phước. Thứ nhất là thân tướng họ càng ngày càng xấu xí. Trời, hôm bữa có cái ông Phật tử đó, khi hôm trước tôi nhìn ông thấy sáng sủa đẹp lắm, mà sao bây giờ ông tóc bạc hết rồi, nhìn ông giống như con khỉ vậy ông. Ông kêu trời con khổ quá thầy ơi, từ khi bà vợ bà chết rồi, con cái nó hành hạ con làm ăn thất thoát, trong tâm con nó cái phiền não, con muốn chết hoài, con khổ quá. Kêu sao ông không chịu niệm Phật đi. Có nhiều người niệm không nổi. Cái câu Phật hiệu không phải dễ gì niệm, nó hết lòng tin ưa nó mới niệm được. Cũng như mình tin ưa, mình thích cái chuyện gì là mình lao đầu vô, mình làm dữ lắm. Mà khi thân tướng si hao xấu xí, cái bắt đầu bệnh hoạn nó tới. Mà bệnh hoạn tới tới là tài sản nó hao, nó hao hụt. Rồi bắt đầu gì? Nó chết trước thọ mạng hết. Và kế tiếp nữa là gì? Chết không được bình an. Đó là ngũ phước bị si hao. Nhìn không thấy ngũ phước mà nó có trong đó. Ngồi đây thì nghe cái lý đúng không ạ? Nhưng mà khi ra ngoài rồi có bắt đầu cái tâm vọng nó bục phở lại, mà niệm Phật không kìm nó lại được là bắt đầu nó lao như một con thiêu thân đi vào trong cái bóng đèn. Kinh lắm. Giờ lắng nghe cái lá thư, cái lời khai thị Ấn Tổ này. Nãy giờ nói nhiều quá quý vị nghe thấy cá ngán không ạ?
Bữa đọc trong văn sao tục biên thấy cái lời khai thị của Ấn Tổ quá hay. Giờ thầy Nhuận Minh đọc quý vị nghe nha, lắng lòng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tổ đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Đại sư Ấn Quang khai thị pháp môn Tịnh Độ năm Dân Quốc 18 1929, chân như Phật tánh, chúng sanh và Phật đồng thể, tại phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng. Dẫu tánh đức tuy đồng, tu đức khác biệt, nên đến nội chúng sanh và Phật khác xa, khổ vui khác biệt vời vợi. Chư Phật vì thuận tánh tu hành, do đấy bỏ vọng về chân, trái trần hợp giác, đoạn sạch phiền hoặc, triệt chứng chân như Phật tánh sẵn có trong chính cái tâm này. Vì thế được yên trụ trong tịnh quang, vĩnh viễn hưởng pháp lạc niết bàn thường trụ. Chúng sanh vì nghịch tánh mà tu, do vậy mê chân đuổi theo vọng, trái giác hiệp trần, khởi hoặc tạo nghiệp, hoàn toàn bị mê nơi chân như Phật tánh sẵn có trong chính cái tâm này. Do vậy thường trụ trong sa bà, luôn chịu nỗi khổ huyễn vọng luân hồi trong sáu nẻo. Do chư Phật thấy chúng sanh về tâm thể thì đồng, nhưng tâm tướng lại khác, nên thương xót khôn ngần, chẳng nài khổ nhọc, phát hoằng thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Bởi coi hết thảy chúng sanh đều là Phật vậy. Vì thế kinh Phạm Vọng nói, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Lại nói ông là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Thường tin được như vậy thì giới phẩm đã trọn đủ. Bởi lẽ nếu đã tin chính mình là Phật trong tương lai, chắc chắn sẽ chẳng chịu tùy thuận theo phàm tình, tạo nghiệp sanh tử. Chắc chắn lập tức tin nhận lời Phật dạy tu đạo Bồ Đề. Có kẻ mê muội cạn, túc căn sâu xa, vừa nghe lời Phật dạy liền được liễu ngộ, tin nhận phụng hành. Có những kẻ mê muội sâu xa, túc căn nông cạn, vừa nghe lời Phật dạy liền ngược ngạo sanh lòng phỉ báng, hoặc còn hủy diệt cho hết sạch, chẳng còn sót gì. Bởi họ coi Phật là chúng sanh vậy, dùng cái tâm chúng sanh tham sân si của chính mình để suy lường tâm Phật, cho những gì Ngài đã nói đều là những lời dối trá, nhằm lừa bịp ngu phu ngu phụ tuân phụng giáo pháp của Phật, hoàn toàn chẳng chân thật, chẳng thể tin cậy được. Nếu tin theo sẽ vĩnh viễn đi vào nẻo mê, không cách gì thoát ra được. Đối với loại chúng sanh ấy, tâm chư Phật trọn chẳng có một niệm vứt bỏ, càng sanh lòng xót thương, yêu tiếc gấp bội. Như kẻ mắc bệnh cuồng, đánh chửi cha mẹ chẳng trị tội, mà lòng càng thêm thương xót. Biết hắn đã mất hẳn bản tâm rồi, nếu lành bệnh cuồng sẽ tự chẳng mắc lỗi ấy. Phật pháp không gì lớn lao chẳng bao trùm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng được nêu lên. Chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Bậc Đăng Địa Bồ Tát vẫn chưa thể thấu hiểu triệt để đến tột nguồn tận đáy được, huống là phàm phu xác đất đầy dẫy hoặc nghiệp ư. Nhưng rút lấy những ý nghĩa trọng yếu trong giáo pháp nhà Phật thì chỉ là mong sao chúng sanh hiểu rõ tự tâm, chứng Phật tánh triệt để.
Muốn hiểu rõ tự tâm để chứng Phật tánh, ắt phải dùng giới để trói buộc cái thân, dùng định để dứt vọng, dùng huệ để đoạn hoặc, ngõ hầu có thể tự thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, chứng niết bàn chân thường. Về thứ tự tu trì thì nên lấy việc mở mang tri kiến của chính mình để dẫn đường, dùng tính nguyện niệm Phật làm chánh hạnh, lấy vạn thiện trang nghiêm làm trợ tu. Tu được như thế sẽ nhanh chóng ra khỏi đường mê, lên thẳng bờ giác. Ấy là vì chúng sanh đời mạt chứng sâu huệ cạn, nếu chẳng cậy vào Phật lực thật khó thể giải thoát. Bởi một pháp niệm Phật chính là pháp môn vô thượng, thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. So với hết thảy những pháp cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, thòng liễu sanh tử thì khác biệt một trời một vực. Lại muốn cho sơ cơ hành nhân biết sâu xa nguyên do của các pháp môn hai chúng tại gia trong cuộc sống hàng ngày và trong luân thường có thể dung thông cả chân lẫn tục, trọn hết cả Phật lẫn nho, nên bèn in kèm theo cảm ứng thiên, âm chất văn, giác thế kinh và những khai thị về tu trì tịnh độ để làm quy củ, chuẩn mực hồng cải ác, hướng thiện, hướng lành tránh dữ, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, ngõ hầu ngay trong đời này, liền vượt ra ngoài tam giới lục đạo, vào thẳng chính phẩm sen bảy báo. Nguyện những người tu đều cùng ra sức chú ý. Nam mô A Di Đà Phật. Cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, từng chữ từng câu lưu xuất từ cái thể tánh thanh tịnh của Ngài. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có tánh đức, Phật chúng sanh giống nhau, xuống địa ngục nó vẫn nguyên như vậy, không sức mẻ, thành Phật nó cũng nguyên như vậy, không có bị tăng thêm chút nào. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Nhưng mà vì sao chúng sanh phải đau khổ trôi lăn trong sanh tử luân hồi? Vì mê mất cái tánh đức này rồi, cho nên chạy theo cái trần lao phiền não. Bây giờ chúng sanh này muốn trở về cái tánh đức này là phải tu đức, lấy bát đức hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ tu, lấy vạn đức hồng danh A Di Đà Phật niệm tu, lấy tịnh nghiệp tam phước tu, thì từ từ bắt đầu nó phản bổn hoàn nguyên, trở về lại với cái tánh đức nguyên vẹn của chính mình. Nhưng mà trong một đời này mình không làm nổi, không đủ sức để mình trở về tánh đức để triệt chứng triệt ngộ, mà cần phải nương cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà về bên đó để hàm dưỡng. Chứ còn không thọ mạng hết một cái là mình bị đọa lạc. Hôm bữa chúng tôi đang làm cái đài tâm thánh, mình tự nhiên mình suy nghĩ, mình kêu chà, hồi trước đây là một miếng ruộng đất rắn rồi nó ở, nhìn nó bề bộn kinh khủng. Bây giờ mình làm lên cái đài tâm thánh, có hồ sen, hồ nước xung quanh nó trang nghiêm như vậy, mình là hạng phàm phu ngu dốt mà mình còn tạo được cái cảnh này để mình đi xung quanh niệm Phật. Còn Đức Phật A Di Đà, cái công đức ngày tu bao nhiêu kiếp thì cái cảnh cực lạc nó trang nghiêm cỡ nào nữa ta. Tự nhiên mình đối chiếu, mình suy nghĩ vậy đó. Thì khi mình đối chiếu vậy là mình không dính vô trong đó, chứ mình làm cái cảnh thôi nó đẹp quá trời, cái mình kêu thôi ở đây thôi, không đi đâu nữa hết. Vậy là mình làm mà bị dính. Mà khi mình làm mà mình đối chiếu, mình cũng có chút xíu phước báu, hạng là phàm phu thôi, mà mình làm cái cảnh đó, vô nhìn thấy nó mát mẻ yên tịnh, hồ nước rồi có Phật tâm thánh rồi, mình thấy nó mát mẻ, một miếng đất nó sình lầy, nó kinh khủng, nó thay đổi cái cảnh giới đó. Thì mình suy nghĩ lại là bên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì nó trang hoàng, nó đẹp như thế nào. Cái hồ nước của mình xuống cái uống nước cái chết chứ đó nè, phải không ạ? Mà hồ nước ở bên Cực Lạc thì nước bát công đức thủy xuống tắm một cái là trần cấu nó tiêu, nó rơi rụng. Thôi mình thấy bên cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà trang hoàng biết bao nhiêu.
Cũng từ nơi cái tánh đức của Phật A Di Đà, nó lưu xuất ra cái diệu dụng, cái cảnh giới cực lạc đó. Mà bây giờ mình làm, mình tạo ra, mình chỉ làm sơ sơ ở đây chơi thôi, chứ còn mà làm như Đức Phật Di Đà mình làm không được. Thôi ngày tạo sẵn rồi, mình về đó mình hưởng đi. Mà muốn về đó hưởng á, lắng nghe chỗ này nghe. Các cô đã đang ngủ kìa, lắng nghe nha. Muốn về thì phải tích lũy thiện căn phước đức. Những cái gì mang về được tích lũy, còn những cái gì không mang về được á, đủ xài thôi, không có cũng không sao. Nhưng mà ngược lại, chúng sanh mê giác hợp trần, chạy theo trần lao, cái tích lũy những cái chuyện không mang đi được. Có của có tiền để sống rồi, thôi bây giờ mình đủ sống rồi á, mình bỏ ngân hàng chút, hoặc giả là ngày ăn đó bao nhiêu mình ăn chay rồi, mình tu tập. Có tiền thì làm phước, không có thôi mình ở nhà mình tu tập, từ từ mình tích lũy cái công đức Phật hiệu á, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên á, mình tích lũy công phu á, để mình về bên đó. Thì người này biết tích lũy. Chúng tôi mà thấy những người tài sản thiệt là nhiều, giàu có, mở công ty này công ty nọ thiệt giàu có, chúng tôi kêu là đây là kẻ đáng thương, tội nghiệp, lúc chết rồi nó quyến liếng cho sẽ biết. Mà những ai mà họ có được tài sản vậy mà họ chịu buông để họ bố thí cúng dường, họ làm phước, họ chịu tu, nó cuốn hút vô đó chịu không nổi. Cho nên ông Tổ nói một câu là khi họ lên tới đỉnh cao quang vinh của vật chất, lầu đài của danh vọng rồi á, không 10 kẻ chưa có một kẻ mà nghĩ rằng mình sẽ rớt xuống lại. Chỉ những người nào á, họ đọc lời dạy của Thánh Hiền, họ biết tích lũy thiện căn phước đức tu để họ về Tây Phương Cực Lạc, thì họ không dính vô thì không nói rồi. Chứ mà họ lên tới đỉnh cao quang vinh của cái đài danh vọng rồi á, về tiền tài rồi đó, mà đố mà tự động họ để lui về cái căn cứ an toàn, hạ cánh an toàn, là không có kẻ nào. 10 kẻ rớt tèo chèo cao té nặng, chết thay banh thay nát thịt hết. Khi mình đọc vô mình giật mình. Bây giờ họ đang theo cái tâm phàm đến tột đỉnh rồi mà làm sao mà họ quay trở lại nổi. Thôi nghèo nghèo cũng được, bán giấy số cũng được, đủ ăn ba bữa thôi, tích lũy câu Phật hiệu, cặm cụi làm ngu phu ngu phụ niệm Phật. Vậy mà hay. Thôi nay giờ có cái đài tâm thánh rồi, đó là xây dựng cuối cuộc đời, không có làm gì nữa hết. Trời, làm có 3 tháng mà thôi, nó mệt muốn chết á. Nếu mà xây cái chùa mấy năm nữa chắc thông minh già mốm rụng. Đổ bê tông rồi làm đủ thứ hết trơn. Thôi giờ miếng đất nó có duyên sẵn như vậy rồi, mình làm cho nó quang cảnh để mấy cụ đi niệm Phật rồi cho nó mát mẻ, làm gì nữa. Cái tâm mình suy nghĩ làm một cái chuyện gì đó, nó hao cái năng lượng trong tâm dữ. Giờ lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Hồi nãy là quý vị nghe Ngài khai thị về cái lý tánh, nhưng mà mình bỏ đi cái sự tướng luân thường, mình thất bại mất. Giờ đây chúng tôi nhìn kỹ vào từng trong gia đình của quý vị, không biết chúng tôi nói nó có trúng hay không, mà chúng tôi nói nghĩ là đúng, là bởi vì trong văn sao Ấn Tổ cũng nói họ vứt bỏ đi cái luân thường hiếu đệ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Mà người phụ nữ không giữ đúng cái vai trò của tứ đức công ngôn dung hạnh, giữ không được. Vì họ giữ không được cho nên không có hiền nữ, hiền nữ không có cho nên cũng không có hiền mẫu, hiền mẫu không có thì làm sao có hiền tử. Người con gái hiền đó là phải nung đúc từ một người mẹ hiền. Chứ còn người mẹ đó không có đúng là người nhân từ, người hiền á, thì nó hấp thụ cái bản tánh của người mẹ đó, lớn lên nó hư. Mình nói làm sao nó hư vậy. Có cái cô Phật tử ở ngoài Hà Nam nói sao đứa con của con bây giờ mới 12, 13 tuổi, con gái mà đi lục phí con lấy tiền đi chơi game hết, nói nó không được, con chịu thua rồi. Chịu thua. Rồi gia đình nó cứ lộn xộn bất an, mà mình cứ suy nghĩ vì sao mà mình niệm Phật mà gia đình mình nó cứ bất an như thế. Mới niệm Phật nơi tu mình chưa đủ tích lũy hàm dưỡng đủ cái đức để mình làm biểu pháp, mà chính thân mình cũng bất an, cũng đau khổ, cũng làm cho quấy rối gia đình, thì làm sao gia đình nó an được. Cho nên đi từ cái căn bản là luân thường hiếu đệ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Giờ quý vị nghe cái lá thư này nữa nha. Lá thư này hay dữ lắm ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn đức và chư vị liên hữu đồng tu từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 126 trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời ba vị cư sĩ Tống Lục Trạm, Trữ Liên Tịnh và Trương Tử Tịnh năm Dân Quốc 17 1928. Đời loạn tột bậc chẳng tham nói nổi, xét đến nguồn cội nguyên nhân gần là trong vòng 110 năm gần đây, hết thảy những kẻ đọc sách làm quan chỉ biết tập luyện cử nghiệp cầu công danh, chẳng biết đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Nếu luận đến cái nhân xa thì quả thật là do họ Trình, họ Châu đã phá bài xích nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi mà ra. Do trọn chẳng được gia đình khéo dạy, lại chẳng biết con người vì sao làm người, lại quen nghe nói chết là diệt mất, trọn chẳng có đời trước đời sau, nên vừa gặp gió âu thổi tới cảm thấy thuyết phế bỏ lòng hiếu, phế trừ luân thường không hổ thẹn, ấy tự tại vô ngại lắm, bèn nhất trí tiến hành tạo ra căn bản gây lầm lạc cho con người, không thể không quy tội về các vị bên lý học. Quan nói lời này đích xác tột bậc, biện định tột cùng, chứ chẳng phải nói bừa đâu. Phương kế lúc này là phải sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại càng cần phải chú trọng đến nhân quả báo ứng. Hai pháp này duy trì lẫn nhau mới có thể làm cho con cháu sau này chẳng đến nỗi mấy chốc sống như loài thú. Nếu không, dù có giáo dục cũng khó thể giữ cho chúng nó chẳng bị xoay chuyển bởi thói tà. Nói đến các phương pháp tu trì niệm Phật thì trong văn sao đã có nêu đủ, nếu nói rõ sẽ rất tốn bút mực. Dù trong thư này có giảng cặn kẽ thì cũng vẫn là những điều như trong văn sao đã nói. Nay tôi gửi cho các ông văn sao An Sĩ Toàn Thư, Gia Ngôn Lục, Di Đà Bạch Thoại Giải, Quán Âm Bổn Tích Tụng, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, Thọ Khang Bảo Giám, Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Khuê Phạm vân vân. Mỗi thứ một phần, nếu tôi có nhiều sách sẽ kết duyên, nhưng vì văn sao An Sĩ Toàn Thư đã gửi đi hết, còn chưa in ra sách mới. Gia Ngôn Lục 1 vạn cuốn đã gửi đi hết rồi, 2-3 vạn cuốn đều chưa in thành sách, chẳng thể gửi nhiều. Do trong Gia Ngôn Lục đã chia thành từng đề tài khác biệt nên đọc khá đỡ tốn tâm lực. Mong dùng đây để tự hành, dùng đây để dạy người thì chắc chắn sẽ đích thân được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu muốn tu trì tịnh nghiệp phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt do lòng ta, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết ăn chay, bảo vệ quý tiết sanh mạng loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trong là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, ngoài là thân thích, bằng hữu, xóm giềng làng nước, đều dùng điều này để kính khuyên, bất luận họ có tin nhận hay không, chớ nên chẳng làm cho họ được một phen nghe biết. Các ông đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho mỗi người các ông,
Tống lục trạm pháp danh là Huệ Trạm, Trữ Liên Tịnh pháp danh Huệ Tịnh, Trương Tử Tịnh pháp danh là Huệ Trừng. Nếu có thể đoạn trừ vọng tưởng, nhất tâm chánh niệm thì gọi là trạm, trong lặng, là tịnh, là trừng, lắng trong. Đấy đều là những đức sẵn có trong tâm, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Nếu tâm niệm trần lao thì những đức trạm, tịnh, trừng sẵn có sẽ bị vọng tưởng khuấy động, biến thành những tướng đục ngầu, bẩn thỉu, ô uế. Đầu tháng 3 năm sau, Quang sẽ lại sang Thượng Hải để hoàn tất chuyện in sách. Sau mùa thu năm tới sẽ rời khỏi Phổ Đà, đi khắp Đông Tây Nam Bắc để trốn nỗi cực nhọc, thù tiếp thư từ. Ngàn phần xin đừng tới Phổ Đà, chỉ đọc kỹ văn sao Gia Ngôn Lục còn hơn đích thân đến gặp mặt Quang nhiều lắm. Lá thư 127, thư trả lời thiếu niên Phật học xã thuộc Phật học hội Vô Tích, năm Dân Quốc 23, 1934. Hôm qua nhận được thư và phương án nghiên cứu của quý xã, khôn ngăn hổ thẹn. Quang là một ông tăng tầm thường, chẳng có mảy may tri thức gì, chỉ biết học đòi ngu phu ngu phụ lễ bái trì tụng để cầu đới nghiệp vãng sanh, sao có thể làm vị thầy chỉ đạo cho quý xã được. Còn về chương trình đơn giản Duyên Khởi đã gửi lần trước, quả thật không biết đến chuyện ấy. Chắc là do người trong chùa thấy Quang cự tuyệt hết thảy, hơn nữa cũng chẳng phải là chuyện khẩn yếu, nên đã giao cho Bính Đinh đồng tử thâu nhận, rồi cũng không chừng. Quang tuổi đã 70, tâm như trẻ nít vô tri, chỉ đợi kỳ hạn chết, ngoại trừ niệm Phật ra không làm chi khác, huống là dám nhận lãnh chức vị cao cả trong quý xã để điều trần ý nghĩa, tông chỉ kinh sách nghiên cứu, hồng mọi người nương theo tu trì ư. Tuy nhiên quý xã đã tưởng lầm gửi thư tới, tôi cũng chẳng thể không thưa trình sự hiểu biết của chính mình. Thiếu niên học Phật thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, tức là tập hành hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ vân vân. Dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, tinh sâu nhân quả và luân hồi. Tính nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, dùng những điều này để tự hành, lại dạy cho người khác. Hễ hành rồi mà vẫn còn thừa sức, sẽ nghiên cứu hết thảy kinh luận Đại Thừa và những trước thuật của các bậc cổ đức nho thích xưa nay. Lại phải hiểu biết, nắm được cương tông, dùng điều đó để hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật, tiếp nối đạo của Phật Tổ Thánh Hiền. Đấy gọi là do thực hành nên học rộng. Do học rộng nhất của những kẻ thông minh xưa nay, chuyện này trong trăm người hết 80-90 kẻ mắc phải, khiến cho người khác phải đau lòng tương lệ. Quang học vấn quẩn vanh, nhưng nếu chẳng đem sự từng trải 70 năm dâng lên quý xã, một mai chết đi sẽ giống như sống uổng chết phí. Dùng một mảnh giấy này giải tỏa tấm lòng thành, may ra có thể giúp cho quý xã trong chuyện kế thừa người xưa, mở mang đường lối cho người sau. Cũng nhờ vào công mọn này, Quang được sanh về Tây Phương, thì cũng là được thành tựu bởi quý xã. Cảm kích biết dường nào, trân trọng trao lại lời phó thác. Nếu gửi thư đến nữa, quyết chẳng trả lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép được đọc tiếp một lá thư
cô vị Phật tử, kính gửi sư phụ, xin cung kính dâng lên cúng dường cho chư tôn đức và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Hôm nay có đầy đủ duyên lành, chúng con lại được về Tịnh Thất Quan Âm nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Kính bạch thầy, đệ tử chúng con là Minh Hải 56 tuổi và Diệu Lành 48 tuổi. Con xin thầy một chút thời gian quý báu để nghe những lời nói chân thật mộc mạc của con. Chúng con cúi xin thầy thương xót nghe cho. Thưa thầy, con biết đến chùa lễ Phật và tiếp xúc Phật pháp, nghe pháp bắt đầu từ năm 2000 cho đến năm 2011 mà vẫn chưa tìm cho mình đường lối tu hành, và vẫn cứ tu lòng vòng, gặp sách nào cũng đọc, gặp kinh nào cũng tụng, mà còn không biết ăn chay nữa. Tình cờ năm 2011, con gặp một sư cô tặng cho con đĩa giảng của thầy nói về một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Con nghe xong đĩa của thầy, con có cảm giác gia đình, con đã gặp được đúng thầy, nghe đúng pháp. Và từ đó thầy giảng ở đâu, thầy mở pháp hội ở nước ngoài hay trong nước, chúng con đều cung kính đón nghe. Vì vậy chúng con đã chuyển sang một bước ngoặt mới và đã biết được cách tu theo thầy chỉ dạy là chuyên tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A-di-đà và phóng sanh công đức hồi hướng về Tây Phương. Chúng con đã vâng lời và làm theo, vì vậy mà cả gia đình con đã thay đổi hoàn toàn. Nhất là chồng của con là một cán bộ sĩ quan, không hề tin Phật pháp. Từ khi nghe thầy giảng đã nhanh chóng quay đầu, phát tâm ăn chay, hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, lạy Phật sáng tối. Các con của con cũng rất quý thầy. Con vẫn thầm nghĩ ai cho con tiền tỷ con cũng không thích bằng chồng con quay đầu làm lành, hướng thiện và biết tụng kinh niệm Phật và lạy Phật. Theo lời thầy dạy, cách đây 2 năm, con làm đám cưới cho con trai con đại khách 40 bàn hoàn toàn làm chay, và con rất lo sợ là vì chồng con là sĩ quan công tác tại trường sĩ quan lục quân 2, gia đình con sống giữa nơi cán bộ sĩ quan, không ai biết đến Phật pháp và ăn chay. Vì vậy con ngày 2 thời lễ Phật và cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Cuối cùng buổi tiệc diễn ra thật là viên mãn, mọi người còn hoan hỷ và nói rằng đây là một đám cưới độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Ở trường lục quân 2, kính bạch thầy, gia đình con không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả cho hết được tấm lòng cung kính của chúng con đối với thầy. Nhờ thầy chỉ dạy mà chúng con đã gột rửa thân tâm, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, để đền đáp ân đức sâu dày gia đình chúng con y giáo phụng hành. Thật thà vâng lời và thật làm theo lời chỉ dạy của thầy trong các bài giảng. Kính bạch thầy, năm 2014, thầy gặp nhiều trở ngại trên đường tu đạo. Mọi thông tin trên mạng và nhiều người cũng có lời không hay về thầy, nhưng gia đình chúng con vẫn vững một niềm tin với thầy. Mỗi lần chúng con nghe thầy giảng càng thấy cung kính thầy nhiều hơn. Con là một người quê mùa, ngu phu ngu phụ, không xem truyền hình, không đọc báo chí, không dùng điện thoại, cho nên con không biết rong ruổi trên mạng để chia sẻ với thầy. Và mấy lần con cũng gặp thầy ở chùa Đại Tùng Lâm,
Pháp hội ở Vĩnh Nghiêm vì không muốn làm mất thời gian quý báu của Thầy. Chính vì vậy, hôm nay chúng con có đầy đủ duyên lành được trở về lại tịnh thất Quan Âm. Trước hết là con xin cùng kính đảnh lễ Tam Bảo và thăm các quý Thầy và các cụ. Con có mấy lời chân thành, mộc mạc, con xin cung kính gửi tới Thầy. Nếu có điều gì sai sót, con xin Thầy từ bi, hoan hỷ cho con. Vì thời gian không cho phép, vì vậy con có ba câu hỏi bạch lên Thầy, mong Thầy chỉ dạy cho con rõ. Câu hỏi thứ nhất, buổi tối khi đi ngủ, chúng con để máy nghe Pháp trên đầu giường, vừa nằm vừa nghe có được không? Như vậy có bất kính không ạ? Câu hỏi thứ hai, chúng con đeo dây chuyền có hình Phật Bồ Tát, khi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa có được không? Hay mỗi lần vào nhà vệ sinh phải tháo ra? Câu hỏi thứ ba, người già nếu có tiền, lúc còn sống cũng cúng dường Tam Bảo, cúng trai tăng, phóng sanh vân vân, và còn dành dụm lại một ít để sau khi chết được 49 hoặc 100 ngày, nhờ con cháu đem số tiền dành dụm đó cúng trai tăng, cúng dường Tam Bảo, phóng sanh vân vân, hay lúc còn đang sống đem số tiền ấy cúng dường hết rồi hồi hướng về Tây Phương, vậy làm thế nào tốt hơn? Con cung kính xin Thầy chỉ dạy. Nếu Thầy trả lời câu hỏi của con khi Thầy giảng, xin Thầy nói lên cho đại chúng đều biết, hoặc Thầy trả lời cho riêng chúng con, thì con một lần nữa xin Thầy dành chút thời gian giống Tổ sư Ấn Quang viết thư trả lời cho chúng sanh vậy. Địa chỉ của chúng con là Đinh Sơn Hà, số nhà 219/37, số cũ 81/7, khu 80 ấp Long Đức 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau cùng con kính chúc Thầy thân khỏe tâm an, mãi là cội cây Bồ Đề để che chở và dìu dắt chúng sanh khổ nạn như chúng con trên con đường về đến Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ là 11 giờ kém 13 phút, gần 2 tiếng rưỡi, hồi nãy 8 giờ rưỡi. Thì chúng tôi trả lời mấy câu hỏi xong rồi chúng ta ra phóng sanh, rồi xuống để cúng dường trai tăng thọ trai. Thì chúng tôi về đọc cái lá thư này, đọc đi đọc lại, tự nhiên cảm được cái tấm lòng của cô Phật tử. Cái điều chúng tôi tâm đắc nhất đó là đám cưới cho con 40 bàn mà làm cổ chay hết. Chồng làm sĩ quan lục quân 2, thường làm những cái chức vụ ngành nghề như vậy, đó là quan hệ nhiều bạn bè, phải đãi mặn, đãi tiệc mặn, giết con này con nọ. Mà sao ông chồng ông lại tin, vì ông chuyển được cái tâm để quay đầu tu hành lễ Phật, ăn chay tu tập. Đây là sự thành công khá lớn. Vậy cho nên cô hỏi cái máy khi mà mình mở ra như vậy ban đêm mình ngủ nó có bất kính không? Thường chúng ta phải hiểu hai cái chữ thành kính nó nằm ở chỗ này nè. Nhìn người ta có vẻ cung kính bên ngoài như vậy, nhưng mà trong tâm của họ chưa đạt được cái lễ kính. Con cái khi cha mẹ dạy thì cứ gật đầu vân vân, nhưng mà nói đường làm ngã. Thì bên ngoài nhìn thấy có vẻ tôi cung kính, nhưng bên trong bất tuân, không cung kính. Cái gốc là từ nơi cái cung kính ở trong tâm của mình, rồi bắt đầu từ từ nó thể hiện ra cái hình tướng. Cho nên quý vị lắng nghe cái câu này, hồi sáng Hòa Thượng Tịnh Không có nói. Chương gia đại sư dạy tôi một câu: Phật Pháp trọng thực chất hơn là hình thức. Thực chất bên trong nó có,
Còn làm cái hình thức bên ngoài á, mà thực chất không có, thì nó cũng rỗng không. Nếu mà mình nằm mình ngủ mà với cái tâm cung kính á, mà Ấn Tổ thì vậy, quý vị nghe đừng có nói làm sao Ấn Tổ nói nó hơi phàm tục quá. Người ngủ phải bận quần áo đầy đủ, kín đáo, không nên trần truồng mà ngủ. Trần truồng mà ngủ như vậy, long thần hộ pháp không có hộ cho chúng ta đâu. Ngày dạy kỹ lắm, từng chút trong văn sao. Bộ sách này giá trị lắm. Chuẩn bị chúng tôi gửi 1.2 tỷ, 80 triệu xuống anh Dũng đó, đến chuyển 5.000 bộ văn sao chánh biên, tam biên tục biên in xong. Giờ in tiếp tiếp theo chánh biên, 5.000 bộ là 10.000 cuốn. Ý chúng tôi muốn nói là cuộc đời chúng tôi đổ vào trong cái bộ văn sao này, tiền bạc dành dụm từng chút vậy, cho mà chút nữa những ngày chủ nhật Phật tử có người đưa 5.000, 10.000 cũng gom lại xếp thẳng để đó đầu in kinh. Bộ văn sao này giá trị. Đây là cái ý của chúng tôi. Khi đọc văn sao chúng tôi có cái suy nghĩ này. Trong văn sao thì Ấn Tổ nói mé mé để nhắc nhở chúng ta. Khi mình bắt đầu vừa có con rồi đó, là mình phải gì? Ngủ với cái đứa con đó từ nhỏ cho đến lớn lên. 12 tuổi ở bên cạnh nó ban đêm, chỉ vẽ cho nó, đọc sách cổ thánh tiên hiền cho nó nghe, không bỏ rời nó một buổi ngủ nào hết cả. Đêm mình ngủ với nó, mở niệm Phật ra cho nó nghe, mở thuyết pháp ra cho nghe. Mình ngồi không có nổi, mình mệt quá rồi, mình nằm mình lắng lòng thanh tịnh mình nghe. Cho nên câu hỏi là mở máy được không? Chúng tôi nói được. Mở ra khi mình ngủ á, cái ý căn tức là cái mạc na thức á, nó vẫn tiếp xúc cái câu Phật hiệu vào trong cái a lại gia thức của mình. Mà khi mà nó nghe cái âm thanh bên ngoài, tuy rằng cái ý thức mình không nghe nữa, mình ngủ rồi, nhưng mà cái mạc na thức nó vẫn tiếp nhận cái chủng tử đó vô. Có những người cái tư tưởng họ yếu quá, họ nghe là nó cuốn vô nó ngủ không được, thì mình tắt đi, từ từ mình quen rồi mình mở. Chứ còn không, cái ý căn gọi là truyền tống thức. Đêm mà quý vị thấy mộng đó là cái cảnh giới trong tâm, do cái mạc na thức nó kéo chủng tử ở trong đó ra, nó quạt thành cái cảnh tiền bạc của cải nhà cửa xe đồi núi đồ đủ thứ, là trong tâm nó biến hình ra. A là gia biến tướng ban đêm, cái mạc na thức ý căn nó môi ra. Nếu mình nghe được mà mình ngủ được á, chìm trong giấc ngủ được, thì cái câu niệm Phật nó cũng vô trong cái tâm thức của mình. Nhưng mà có một điều chúng tôi nhắc nó tế nhị một chút. Khi mà mình mở câu Phật hiệu mà tâm mình không cung kính, vẫn ăn nằm, vẫn ân ái với nhau, thì nên tắt đi. Cái này chúng tôi dạy, chúng tôi nói thật kỹ. Trong phòng ngủ mình đừng có cái hình Phật trong đó. Lỡ mình nằm áo mão không chỉnh tề, bất kính đi. Cái chỗ cung kính nó quan trọng dữ lắm. Có nhiều thầy ngại nói cái chuyện này, Phật tử chê cười, sao mình tu mà nói cái chuyện phàm tục. Mà cái chuyện phàm tục này chính là đọa lạc, nó nguy hiểm, cho nên phải nói. Nói mà có người có căn lành, người ta nghe, người ta tùy hỷ, bắt đầu người ta giữ từ từ. Cái dây chuyền được này chúng tôi nói quý thầy là bớt làm, đeo vô cổ cái quên, cái đi vô nhà vệ sinh không cung kính. Có một cái chú ở Sài Gòn, ông đeo cái hình Phật mà mỗi lần ông đi vô nhà vệ sinh, ông tắm, ông cởi ra, ông để lên bàn Phật, ông chắp tay, ông lạy, ông cung kính. Tối á, ông để lên bàn Phật. Mà ngày ông đi ra bên ngoài, lỡ mà đi ra bên ngoài mà mình cần restroom vệ sinh á, ông tháo ra, ông bỏ vô trong cái túi giỏ sách, ông đi vô, để cái giỏ sách bên ngoài. Cho nên đeo dây chuyền nó cũng hơi bất tiện cho nó một chút. Mà chuỗi thì không sao, chuỗi thì mình vô hại. Cho nên Ấn Tổ nói cái cục đá đó là cục đá, nhưng mà mình khinh bỉ cục đá này không sao, nó là cục đá. Nhưng mà đá đó mà đã đẽo thành tượng Phật rồi mà mình khinh bỉ là mang tội. Ngộ vậy đó. Cái gốc cây đó là gốc cây để lăn lóc không sao hết á, khinh bỉ không sao. Mình lăn nó, mình đốt được cũng không sao. Mà khi mình thành tượng Phật rồi á ngang, bởi vì cái tượng Phật đó là nó có cái đức tướng ở trong đó, có cái long thần hộ pháp bảo trì trong đó. Mình khinh bỉ, mình đốt, mình nhục mạ đi là mình mang tội. Tội này là tính nơi nó thui chột đi cái tính căn của mình với Phật mất. Còn cái việc mà cổ nói tiền bạc khi mình có, mình để dành cái lúc chết mình mới cúng, hay là lúc sống mình cúng,
lúc sống nên cúng, bởi vì kinh Địa Tạng nói là lúc mình còn sống mình cúng một phần nó hưởng trọn vẹn, còn lúc mất rồi mình cúng một phần đó mà mình hưởng chỉ được một phần bảy, tức là bảy phần chỉ hưởng được có một phần thôi. Cho nên lúc này mình cúng nhưng mà mình hết sức khéo léo, cái tiền đó mình làm ra mình còn phải chi dùng cho gia đình. Cho hồi nãy cô nói là cúng hết đi không có gạo nấu đói nhăn răng cái là kẹt nữa, đúng không ạ? Mình phải làm sao mà mình khéo léo, mình khéo léo để mình cúng dường mà nó đủ chi dùng. Khi mình bệnh hoạn mình cũng có tiền để mà mình lo thuốc men. Có cái cô Phật tử khi chúng tôi nhắn cái đoạn mà hồi nãy quý vị coi là niệm trong tâm á, bốn chữ trong tâm á, cô kêu sao lúc trước đến giờ con cứ buồn, lên chánh điện con niệm Phật được mà con đi xuống rồi con không biết cái cách nào niệm ngoài miệng, sao nó cũng rồi nó cũng lạc lẽo quá rồi không thích niệm. Bữa nay thấy thầy nhắn qua Hòa Thượng Tịnh Không nói bốn chữ trong tâm, hai ngày hôm nay con đề khởi được, con quay lại được câu Phật hiệu, tuy rằng nó không có miêm mật, nó vẫn công chuyện nó bị xen vô, con mừng quá chừng luôn, niệm được cái câu Phật hiệu ở trong tâm. Cho nên thành ra Ấn Tổ nói là nếu mình đề khởi được câu Phật hiệu trong tâm thì mình nghe lại tiếng niệm Phật của chính mình. Khi mình làm lụng rồi mình không thể đề khởi thì mình nghe cái máy đó, cái máy niệm, lắng lòng thanh tịnh nghe cái máy cũng có công đức. Nhưng hôm nay chúng tôi đang làm máy mới đổ 6.000 cái về nữa, chuẩn bị tuần sau tặng cho quý vị. Ở đây ai chưa có máy giơ tay sao mà lần nào cũng chưa có hết vậy? Hôm bữa hỏi ai chưa có máy cũng giơ lên hết chưa có. Vậy tuần sau cho nghe, mới mang về chưa có bỏ cái thẻ vô được, tuần sau tặng cho quý vị. Mà đúng cái ngày tất niên là chủ nhật tuần sau nữa đó, là ngày 15 tháng 12 âm lịch, hôm nay ngày mùng 1. Quý vị sắp xếp được về chúng ta cúng dường trai tăng. Còn ngày 30 đó là buổi tối có tất niên trong nội bộ đó, là khoảng 8 giờ mấy thầy cũng làm một số mấy chương trình. Rồi ngày mùng 1, sáng mùng 1 Tết là khoảng 7 rưỡi là chúng tôi phát món quà dây chuỗi mấy thầy mua đeo cũng đẹp dữ lắm. Rồi nấu xôi với nấu sữa đậu nành mọi thứ. Sáng quý vị dậy cái khoảng 7 giờ 7 rưỡi có mặt ở đây, mấy thầy lớp ghế rồi có chương trình cũng đặc biệt. Mùng 1 Tết đó, về quý vị dùng buổi sáng một chút. Chúng tôi có thầy Nhuận Minh chúc Tết đại diện cho Tăng Ni Phật tử. Xong rồi cái chúng tôi cũng chúc Tết lại phát quà cho quý vị. Khoảng 8 giờ, 8 giờ rưỡi là xong hết là quý vị đi các chùa khác, đi các nơi. Đầu năm mùng 1 mình về chùa trước là hay nhất, chứ mình lỡ vô nhà người ta đập đất mà xui, người ta đổ thừa mình suốt năm đó. Do cái bà đó đập đất. Vô chùa thầy đạp gì được xui thầy chịu hết, không sao, cả vô đạp đi. Rồi mùng 6 là cộng tu đầu năm, có cái cô bên Mỹ cô về cô phát tâm cúng dường trai tăng. Thành ra là mùng 6 Tết đó, là cộng tu đầu năm. Đó là phát cái máy nhỏ nhỏ đeo để niệm Phật. Phật tử phải dụ dụ nói phát máy rồi họ mới về. Với hai nữa, hôm nay tặng cho quý vị cái cuốn Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Là cách khoảng một tuần trước có cái vị làm ở trong văn phòng chính phủ á, ông xin cái cuốn này, bởi vì ông đọc được mà không biết chỗ nào in. Cho nên chúng tôi nghe ông xin rồi chúng tôi in 5.000 cuốn, chúng tôi gửi cho ông 500, ông tặng cho mấy người ở trong văn phòng chính phủ. Là Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của bác sĩ Quách Huệ Chân. Hôm nay tặng quý vị về quý vị đọc ha. Rồi Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Hội Biên á, cũng hay lắm. Nhất là cái cuốn Tục Biên Văn Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tục Biên á, còn ngoài đó nhiều lắm, in 5.000, 10.000 cuốn mà cũng còn rất là nhiều. Cho nên ai mà cần chúng ta ra đó chúng ta lấy. Bây giờ đây là đúng 11 giờ rồi. Thôi giờ đây quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha. Dạ. Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm đức cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nếu muốn niệm Phật đạt định không xen tạp, phương pháp Ấn Quang Đại Sư ngài dùng một đời có thể giúp chúng ta, chúng ta có thể học tập. Phương pháp của ngài là ba thứ rõ ràng. Thứ nhất là niệm được rõ ràng,
Tốc độ niệm Phật không nên nhanh. Ấn Quang Đại Sư niệm từng chữ, chữ chữ phân minh rõ ràng, lỗ tai nghe rất rõ ràng, nghe âm thanh bản thân niệm Phật. Câu niệm danh hiệu Phật này là câu thứ mấy nhớ rất rõ ràng. Phương pháp ghi nhớ của Ngài là từ 1 đến 10. Sau đó lại từ 1 đến 10, diễn diễn là 1 đến 10. Không nên đếm 11, 12, không niệm như vậy, 1 đến 10. Câu niệm Phật này của tôi là câu thứ mấy trong 10 câu. Dùng tâm ghi nhớ, không nên để lại dấu vết, không nên nói A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, vậy là sai rồi, như vậy là không được. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trong tâm nhớ đây là câu thứ mấy, như vậy tạp niệm sẽ không xen vào. Là một biện pháp rất tốt. Ấn Quang Đại Sư một đời niệm Phật chỉ dùng cách niệm như vậy. Có rất nhiều người niệm Phật không thể nhiếp tâm, vọng niệm rất nhiều. Đi thỉnh giáo Ngài, Ngài liền đem phương pháp này dạy cho họ, rất có hiệu quả. Mọi người có thể thử thử xem. Đặc biệt đối với người hiện nay, người hiện nay đều là tâm tính nóng nảy, vọng niệm rất nhiều. Từ đâu mà có? Truyền nhiễm mà có. Thứ gì truyền nhiễm đến cho quý vị? Truyền thông truyền nhiễm cho quý vị. Đầu tiên là tivi. Quý vị xem tivi hay không? Quý vị xem tivi chính là tiếp thu ô nhiễm. Phải biết trên tivi nhà quý vị viết 4 chữ tiếp thu ô nhiễm. Xem tivi là tiếp thu ô nhiễm. Ô nhiễm này là tâm lý ô nhiễm, phiền phức rồi. Tivi nó có quyền phát sóng, tôi có quyền không tiếp thu, tôi có quyền không xem nó. Tôi không xem tivi đã hơn 50 năm rồi. Vì sao vậy? Không tiếp nhận ô nhiễm. Không xem báo chí, không xem tạp chí, những thứ thuộc về truyền thông nhất loạt đều không để ý đến. Mỗi ngày xem kinh Phật, đọc sách thánh hiền, rất tốt. Dần dần mới giác ngộ trở lại. Mới thấu suốt trở lại. Không đọc sách thánh hiền thì làm sao được? Cho nên cách nói này có thể đem kinh giáo Tịnh Độ nói một cách rõ ràng, nói một cách thấu đáo, làm cho mọi người tin tưởng. Thật khó, khó trong những việc khó. Nói dễ dàng, người ta không tin tưởng. Nên trong kinh A-di-đà, mười phương Như Lai xưng tán Thích Tôn, ở nơi thế giới ta bà ngũ trược ác thế này, vì chư chúng sanh thuyết pháp tất cả thế gian khó tin. Mười phương Như Lai đều nói khó tin. Chánh hiện thử pháp diệt nan khai thị. Thế Tôn ở trong kinh này nói thật không dễ dàng. Nếu như đây là pháp khó gặp khó tin, tuy đã gặp đã nghe, nhưng nếu như không thể tin sâu thì nghe được mà chẳng ích gì, cuối cùng cũng cô phụ. Hiện tượng này rất nhiều,
Kính thưa chư vị đồng tu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý đạo hữu về những bài pháp ngữ vô cùng quý báu được cung lục từ các bài giảng lớn của Hòa Thượng Tịnh Không. Tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm. Cách nghe này chính là cách phản văn văn tự tánh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Tính nguyện trì danh, đơn giản chỉ là một câu A-di-đà Phật này. Phải thường niệm. Mọi lúc, mọi nơi, đừng gián đoạn. Tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm. Đừng niệm nhanh. A Di Đà Phật. Tốc độ như vậy là được. Mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ ràng. Nghe như thế nào? Tai phải nghe âm thanh bên trong. Không mở miệng niệm. Niệm thầm có âm thanh. Tai phải chăm chú nghe Phật hiệu bên trong. Nghe cho rõ rõ ràng ràng. Niệm cho rõ ràng. Nghe cho rõ ràng. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn có thể nghe rõ ràng từng chữ một thì sẽ không có vọng niệm xen vào. Nếu mà bạn không nghe thì liền có vọng tưởng, có tạp niệm, sẽ phá vỡ hết công phu niệm Phật của bạn đi. Vì thế nhất định phải nghe. Cách nghe này chính là phương pháp tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm dùng nhĩ căn. Phản văn văn tự tánh, Ngài chẳng phải nghe bên ngoài mà Ngài nghe từ bên trong. Quan Âm Bồ Tát tu pháp môn gì mà thành tựu vậy? Chắc hẳn cũng là tu niệm A-di-đà Phật mà thành tựu đấy. Đại Thế Chí Bồ Tát là niệm A-di-đà Phật thành tựu. Vậy Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng ngoại lệ đâu. Ngày nay chúng ta đem phương pháp của Quan Âm, Thế Chí hợp lại thành một. Chính là cái phản văn của Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta nghe cái gì? Chúng ta chỉ nghe A-di-đà Phật. Những thứ khác thì đừng có nghe. Cũng tức là những thứ khác đều đừng để trong lòng. Trong lòng chỉ để A-di-đà Phật. Những thứ ngoài A-di-đà Phật ra đều không để trong tâm. Có công việc tới, ta rất rõ ràng. Công việc làm xong rồi, coi như không có việc ấy nữa. Tuyệt đối chẳng để những chuyện ấy trong lòng. Chỉ để A-di-đà Phật trong tâm mà thôi. Được vậy, bạn ở trên thế gian này, bất luận làm công việc gì, đều chẳng có chướng ngại. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã vì chúng ta biểu diễn trong sinh hoạt Phật hiệu không gián đoạn. Lúc ăn cơm không gián đoạn. Khi mặc áo không gián đoạn.
trong công việc không gián đoạn. Bất kỳ làm việc trong các ngành nghề nào, trong lòng Phật hiệu không gián đoạn. Công phu này là vô cùng đắc lực. Dăm ba năm thì công phu thành khối rồi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Cẩn dịch Diệu Hạnh, diễn đọc Trí Lan. Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Việt dịch: cư sĩ Đồ Nam. Đôi lời bày tỏ: hôm nay đủ nhân duyên, pháp hội niệm Phật A Di Đà do Pháp sư Thích Giác Nhàn trụ trì. Pháp sư nhiều năm theo học tịnh độ với Đại lão Hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không qua kinh sách và băng đĩa. Hôm nay Pháp sư tiếp tục đi đường hướng của Ấn Quang Đại sư, là tổ thứ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Những cuốn sách của Ngài là lời dạy từ nơi sở chứng của Ngài đã đạt được. Ngài đã tự tại vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Theo như truyền thuyết trong sử liệu để lại, Ngài là hóa thân của Bồ-Tát Đại Thế Chí. Với lòng kính tin, chân thật, vâng lời và làm theo của Pháp sư Thích Giác Nhàn đối với Ấn Tổ. Vì vậy, hôm nay theo sự chỉ dạy của Pháp sư Thích Giác Nhàn, cho phép nhuận chánh được đọc những cuốn sách của Tổ Ấn Quang. Đây là nhân duyên và phước báu rất lớn đối với nhuận chánh. Vậy, kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên được gặp những sách nói của Tổ Ấn Quang, phát bồ đề tâm, chân thật lắng nghe và thật làm theo, thì có hữu ích rất lớn trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật. A-di-đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2014. Nhuận chánh con xin đọc cuốn sách Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Kính mong quý vị lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe. A-di-đà Phật. Bài thứ 5: sơ giải nghĩa Lục Tức Tông Thiên Thai, nói về ăn chay phóng sanh. Pháp môn tịnh độ lợi khắp ba căn, thu nhiếp hết lợi căn đồn căn, khế lý khế cơ, rất đốn rất viên. Thật đúng là pháp môn vô thượng duy nhất. Chỉ vì người đời nay, hoặc có kẻ tự cao tự đại, bảo là đã nói chúng sinh tức là Phật, thì ta tức là Phật, cần gì lại niệm Phật nữa. Hoặc có kẻ cho rằng ta đã là phàm phu khổ não, thì sao có thể liễu sinh thoát tử, chỉ cầu kiếp sau chẳng mất thân người là có thể được rồi. Hai hạng người này đều vì chẳng hiểu rõ nhân quả nên bài này vẫn giảng nhân quả. Phải biết, chúng sinh tức là Phật, nghĩa là chúng sinh có cái nhân chân thật, đầy đủ Phật tánh thôi. Nếu chẳng tu hành vi diệu niệm Phật, thì Phật tánh không từ đâu mà hiển hiện, sao có thể liền được quả chân thật liễu sinh tử, viên thành Phật đạo? Giống như tấm gương báu bị bụi che lấp, nên ánh sáng chẳng hiện ra. Nhưng ánh sáng chẳng mất đi chút nào, nếu chịu dùng sức lau chùi cho sạch, bèn có thể soi thấy hết thảy. Đến như nói ta là phàm phu khổ não, chẳng thể sanh Tây Phương, liễu sinh thoát tử, cho đến thành Phật. Đó là lời kẻ nghiệp sau chướng nặng, tự cam chịu đọa.
Người đời này có kẻ đánh cờ, đánh bài bạc mà chẳng ngó ngàng gì đến sự sống chết, thật chẳng biết bao nhiêu mà kể. Nếu có thể siêng năng cũng như đánh cờ đánh bạc mà tu hành niệm Phật, thì lo gì chẳng vãng sanh Tây Phương, chứng được Phật quả. Vì Đức Phật cũng vốn là một chúng sinh tu hành, một con người chứng được quả vị Phật vậy thôi. Đời nhà Tùy, Đại sư Trí Giả là tổ thứ nhất của Tông Thiên Thai, trước tác quyển Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, lập nên nghĩa Lục Tức Phật để đối trị căn bệnh tự cam chịu đọa lạc và tự tôn tự đại một cách bậy bạ. Thuyết của Ngài rất tinh, kẻ học chẳng thể nào không biết. Lục Tức Phật là: một, Hí Tức Phật; hai, Danh Tự Tức Phật; ba, Quán Hành Tức Phật; bốn, Tương Tự Tức Phật; năm, Phần Chứng Tức Phật; sáu, Cứu Cánh Tức Phật. Chia ra làm sáu để tỏ rõ. Lục Tức là để tỏ rõ thứ bậc cạn sâu và đương thể Tức Phật. Thí dụ như đứa con nít mới sinh ra, hình thể nó cùng với cha mẹ không khác, mà lực dụng của nó thì khác xa cha mẹ. Cho nên, chẳng thể bảo đứa con nít này không phải là con người, nhưng chẳng thể đem ngay việc của người lớn khiến đứa con nít này gánh vác. Nếu có thể biết lục mà thường tức, thì chẳng sinh ra thoái lui khiếp sợ. Biết tức là thường lục, thì cũng chẳng sinh ra thượng mạng. Từ đây, gắng sức tu hành thì do phàm phu mà chứng quả Phật, do lý tức Phật mà thành cứu cánh tức Phật. Lý tức Phật nghĩa là hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, tuy bộ giác hợp trần, luân hồi tam đồ lục đạo, mà Phật tánh công đức của nó vẫn đầy đủ, nên gọi là lý tức Phật, vì lý thể của tâm này tức là Phật. Ông Vô Cơ Tử làm bài kệ tụng rằng: động tĩnh lý trọn vẹn là phải, hành động sự hết thảy là chẳng phải, mờ mờ theo vật mà đi, mịt mịt chẳng biết trở về. Vì hết thảy chúng sinh tuy chưa nghe Phật pháp, chẳng biết tu hành, mà một niệm tam thể vẫn hoàn toàn giống như Phật, nên nói động tĩnh lý trọn vẹn là phải. Do chúng sinh mê lầm tự tâm mình tạo tác các sự nghiệp, nên nói hành động sự hết thảy là chẳng phải. Vì chỗ hành động sự việc hoàn toàn chẳng tương ứng với Phật tánh, trọn ngày trọn năm mờ mờ mịt mịt theo vật dục của phiền não vọng tưởng mà hành động, từ lúc mới sinh ra đến lúc chết chẳng biết hồi quang phản chiếu. Cho nên nói mờ mờ theo vật mà đi, mịt mịt chẳng biết trở về. Danh tự tức Phật là hoặc do nơi thiện tri thức, hoặc từ kinh điển nghe biết, tức tâm vốn đầy đủ Phật tánh, tịch chiếu viên dung, bất sinh bất diệt, thông đạt hiểu rõ ở trong danh tự. Biết hết thảy pháp đều là Phật pháp, hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật. Đó chính là nghe danh tự Phật tánh liền được hiểu rõ Phật pháp. Kệ tụng rằng: mới nghe khúc hát vô sinh, vừa nghe bài ca bất tử, nay biết đương thể tức thị, dẫn rằng tự mình chần chờ. Bài tụng này có nghĩa từ trước chỉ biết sinh tử luân hồi không bao giờ dứt, nay mới biết Phật tánh chân thường bất sinh bất diệt, đương thể tức thị là cá nhân chân thật thành Phật, nên gấp rút tu hành. Trở lại dẫn mình từ trước đến nay, ngày tháng trôi qua bỏ uổng, đến nỗi chẳng thể sớm được thật chứng vậy. Quán hành tức Phật là y theo giáo tu quán, tức là địa vị ngoại phàm, năm phẩm của viên giáo. Năm phẩm là: một, tùy hỷ phẩm, nghe pháp của thật tướng mà tính giải tùy hỷ; hai, đọc tụng phẩm, đọc tụng kinh Pháp Hoa và các kinh điển đại thừa khác để giúp cho sự quán giải; ba, giảng thuyết phẩm, tự thuyết giải nghĩa nội điển, dẫn dắt làm lợi cho người khác; bốn, khiêm hành lục độ phẩm, gồm tu lục độ để giúp cho sự quán tâm; năm, chánh hành lục độ phẩm, thực hành ngay lục độ, tự mình thực hành lại giáo hóa người khác, sự và lý đầy đủ, quán và hành càng thù thắng hơn. Tụng rằng: niệm niệm chiếu theo lý thường, tâm tâm ngừng nghỉ huyễn trần,
quán khắp chư pháp tánh, không giả cũng không chân. Đã viên ngộ Phật tánh rồi, y theo giáo tu quán để đối trị phiền não tập khí, nên nói: niệm niệm chiếu theo lý thường, tâm tâm ngừng nghỉ huyễn trần. Hiểu rõ một màu sắc, một mùi hương đều là trung đạo. Hết thảy các pháp đều là Phật pháp, hết thảy chúng sinh đều sẽ thành Phật, nên nói: quán khắp chư pháp tánh, không giả cũng không chân. Tương tự tức Phật có nghĩa là phát ra sự giác ngộ tương tự, tức là nội phẩm vị của thập tính trong viên giáo. Sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát cửu thập tính dứt trần xa hoặc. Tụng rằng: bốn trụ tuy thoát trước, sáu trần chứa không hết, trong mắt còn có che lấp, ở khoảng không thấy hoa đớm. Bốn trụ là: một, kiến nhất thiết trụ địa là kiến hoặc của tam giới. 2. Dục ái trụ địa là tư hoặc của dục giới. 3. Sắc ái trụ địa là tư hoặc của sắc giới. 4. Hữu ái trụ địa là tư hoặc của vô sắc giới. Sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, nên nói bốn trụ tuy thoát trước, nhưng do tập khí của sắc thanh hương vị xuất pháp còn có chỗ chưa hết, nên nói sáu trần chứa không hết. Đây là chỉ cho vị thất tính mà nói. Đến bát cửu thập tính là phá trần xa hoặc, tập khí hoàn toàn không. Tập khí là dư khí của hoặc chướng, như các mâm đựng thịt tuy đã rửa sạch mà còn mùi hôi, cái bình đựng rượu tuy đã xúc rồi mà vẫn còn hơi rượu, ở trong khoảng không thấy hoa đớm. Vì vô minh chưa phá, vì chưa thấy bản thể chân không pháp giới. Phần chứng tức Phật là ở sau tâm thập tính, phá một phần vô minh, chứng một phần tam đức, liền vào vị sơ trụ mà chứng pháp thân. Đây gọi là pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ đến đẳng giác cộng 41 vị, mỗi vị phá một phần vô minh, chứng một phần tam đức, nên gọi là phần chứng tức Phật. Vị vô minh chia ra làm 42 phẩm, sơ trụ phá một phần, cho đến thập trụ phá 10 phần. Trải qua thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đến đẳng giác thì phá 41 phần. Vị sơ trụ liền có thể ở thế giới không có Phật hiện thân làm Phật, lại cũng tùy loại hiện thân độ khắp chúng sinh. Thần thông đạo lực của vị này đã chẳng thể nghĩ bàn, huống chi lên từng quả vị, từng vị càng thêm vượt trội, cho đến đẳng giác Bồ Tát là vị thứ 41 ư? Tụng rằng: khoác nhiên tâm khai ngộ, lặng vậy hết thảy thông, nguồn cùng vẫn chưa hết, còn thấy trăng mờ mờ. Khoác nhiên tâm khai ngộ, lặng vậy hết thảy trong, là nói cảnh tượng phá từng phần, chứng từng phần của người này. Nguồn cùng vẫn chưa hết, còn thấy trăng mờ mờ, là ý nói người này còn có đám mây vô minh che lấp, chưa thể thấy suốt ánh sáng rực rỡ của vầng trăng tự tánh thiên chân. Cứu cánh tức Phật là từ vị đẳng giác lại phá một phần vô minh, thì cái chân thật đã cùng tận, cái lậu hoặc đã dứt sạch, phước huệ tròn đầy chứng trọn vẹn. Chừng như Phật tánh tức tâm vốn đầy đủ, vào diệu giác mà thành đạo vô thượng Bồ Đề. Tụng rằng: từ xưa chân là vọng, ngày nay vọng đều chân, chỉ khôi phục bản tánh, có pháp nào mới đâu. Từ xưa chân là vọng nghĩa là lúc trước khi chưa ngộ cũng vẫn là cái ngũ uẩn đều không này mà vọng sinh ra chấp trước, sắc pháp, tâm pháp lập ra hình tướng xen lẫn nhau, đến nỗi khổ ách theo đó mà sinh ra. Sau khi đã tỏ ngộ thì vẫn là ngũ uẩn này, mà toàn thể cái chân như không còn tướng của sắc tâm ngũ uẩn có thể được, nên nói: từ xưa chân là vọng, ngày nay vọng đều chân. Nhưng chỗ chứng cái chân thật này cũng chẳng phải là cái mới chứng đắc, chẳng qua là khôi phục chân như Phật tánh vốn đầy đủ mà thôi, nên nói: chỉ khôi phục bản tánh, có pháp nào mới đâu. Là chúng sinh ở trong chỗ mê nên thấy Phật Bồ Tát và hết thảy chúng sinh đều là chúng sinh, cho nên hủy bán pháp, giết hại chúng sinh, chẳng biết tội lỗi, ngược lại còn cho là vui. Phật đã triệt ngộ tâm Phật và chúng sanh
ba cái không sai biệt. Thấy hết thảy chúng sinh cùng với Phật không khác, nên đối với kẻ oán người thân, vì họ thuyết pháp làm cho được độ thoát, tuy những kẻ cực kỳ ác độc chẳng chịu tin Phật, Phật cũng không có tâm niệm bỏ rơi họ, vì thấy họ là vị Phật chưa thành. Hôm nay đạo tràng gần viên mãn, định ở ngày viên mãn cử hành phóng sanh và thuyết tam quy y ngũ giới. Vậy nên tôi vì đại chúng nói ý nghĩa đại khái của phóng sanh và thọ tam quy ngũ giới, khiến cho mọi người đều phát tâm lợi người lợi vật. Pháp hội vốn là hộ quốc tiêu tai. Nếu suy xét lại, nguyên nhân của tai nạn phần nhiều do sát sanh ăn thịt mà ra. Muốn ngừng tai kiếp giết chóc này thì phải không được sát sanh, phải ăn chay, giữ gìn thương tiếc sanh mạng loài vật, lại phải bắt đầu thực hành phóng sanh. Mọi người cần phải phát tâm giữ gìn thương tiếc sinh mạng loài vật. Muốn biết đạo binh ở trên đời, chỉ nghe tiếng rên la trong lò sát sanh lúc nửa đêm. Nên lấy hai câu này để tự răn mình, gắng sức cảnh tỉnh. Vì ý nghĩa của phóng sanh tức là làm cho mọi người phát tâm giữ gìn sinh mạng của loài vật. Tự mình đã phóng sanh thì tất nhiên chẳng lại còn sát sanh nữa. Ngay đến tự mình chẳng phóng sanh mà thấy người khác phóng sanh thì nỡ nào sát sanh. Nếu ai nấy đều có thể giữ gìn thương tiếc sinh mạng, chẳng tàn hại chúng nó, thì vật còn chẳng nỡ giết, huống chi giết người. Tự nhiên tai kiếp giết chóc có thể tiêu trừ và vận nước có thể chuyển. Nhưng người đời có kẻ một mặt bỏ tiền ra phóng sanh mà một mặt vẫn sát sanh ăn thịt, như thế thì tuy có công đức nhỏ phóng sanh, sợ rằng chẳng địch nổi tội lỗi sát sanh. Này pháp hội định ở ngày viên mãn cử hành phóng sanh, nguyện các vị phát tâm quyên trợ, tự lợi lợi vật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Còn như số tiền cúng dường của các đệ tử quy y lần này, quyết định đem trọn dùng vào việc chẩn tế tai nạn. Ấn quan tôi tuyệt nhiên chẳng chấp nhận một đồng nào, vì tôi là một nhà sư cô độc, đã không có chùa riêng, lại không có đồ đệ, trừ ăn mặc ra giữ tiền không dùng vào việc gì. Một khi tôi chết đi, sau khi hỏa thiêu, xin đem xương tôi liệm xuống biển là xong việc, cũng không cần xây tháp và làm hình thức kỷ niệm gì. Vả chăng việc quy y này đang sơ tôi cũng không chịu, nhưng vì sự khuyên thỉnh của cư sĩ Quốc Văn Lục và pháp sư Viên Anh, bảo các vị phát tâm cầu pháp rất ân cần, vì muốn mãn nguyện các vị chẳng thể khước từ, nên mới bằng lòng. Tôi vốn coi rẻ tiền bạc, vì chẳng thể đem việc quy y xem là việc mua bán, cần phải đem ra số tiền là bao nhiêu mới mua được danh mục quy y, như thế mới thật là tín đồ quy y Tam Bảo, mới có thể được lợi ích lớn, liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Bài thứ 6: lấy nhị đế chân tục phá trừ chấp kiến và thuật sự linh cảm gần đây. Người đời chấp không chấp có, ý kiến mình nảy sinh ra bậy bạ, nên mấy muội mà chẳng giác ngộ. Thế Tôn lập giáo muốn cho chúng sinh phá hai kiến chấp này, nên đặc biệt chỉ bày một pháp môn niệm Phật, khiến cho chúng từ cái có mà ngộ cái không, được cái không mà chẳng phế bỏ cái có, thì hai pháp không và có tương trợ lẫn nhau, được lợi ích lớn. Huống chi lại nhờ luôn cả nguyện lực của Phật A-di-đà, nên lực dụng của pháp môn này vượt qua hết thảy pháp môn, mà là chỗ quy túc của hết thảy pháp môn. Trong đời có một hạng người tri kiến thấp hèn, dạy họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì họ trả lời: chúng tôi là người phàm phu, nghiệp lực sao nặng, sao dám mong cầu sanh Tây Phương, chỉ cầu kiếp sau chẳng mất thân người là đủ rồi. Thứ tri kiến này do chẳng biết tâm tánh chúng sinh cùng với tâm tánh chư Phật nhất như không hai. Chỉ vì chư Phật tu đức đến cùng cực, nên tánh đức hiển bày trọn vẹn. Chúng sinh thì chỉ đầy đủ tánh đức mà chẳng thể tu đức, dẫu có chỗ tu cũng phần nhiều trái với tánh mà tu, ngược lại tăng thêm mê lầm. Lại có một hạng người tri kiến cuồng vọng, dạy họ niệm Phật thì họ trả lời: ta tức là Phật, cần gì lại niệm Phật. Các ông chẳng biết tự mình là Phật thì không ngại gì thường niệm. Ta đã tự biết là Phật
thì cần gì ở trên đầu lại để thêm đầu vào? Thứ tri kiến này do chỉ biết ông Phật tức tâm vốn đầy đủ mà chưa biết ông Phật dứt hết phiền não viên mãn phước huệ. Thứ người này nếu biết rằng tánh tu lý sự chẳng thể chấp nghiêng lệch, ra sức tu hành tịnh hạnh thì có thể thắng xa kẻ tri kiến thấp hèn kia. Nếu chẳng thế thì tự mình làm lầm mình, lại lầm người khác, sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục A Tỳ, không có lúc nào ra được. Nên tri kiến sai lầm của chấp không chấp hữu và tri kiến thấp hèn cuồng vọng đều chỉ có niệm Phật rất dễ trị, vì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu chẳng làm Phật thì chẳng phải là Phật. Hai câu kinh văn này là vô thượng diệu pháp để phá hai kiến chấp thấp hèn và cuồng vọng. Xét bàn về đại nghĩa Phật pháp, chẳng ngoài chân đế tục đế. Chân đế thì một pháp chẳng lập, tức là thực thể chỗ thấy của bậc thánh trí. Tục đế thì hiển bày trọn vẹn, tức là hành tướng được tu trong pháp môn. Người học Phật ác cần phải chân tục viên dung, thực hành đều nhau, vì nhân một pháp chẳng lập mới có thể tu tập trọn vẹn vạn hạnh. Nhân vạn hạnh hiển bày trọn vẹn mới có thể hiện ra thể của một pháp chẳng lập. Nay vì muốn cho dễ hiểu nên nói ra một ví dụ. Bản thể của chân như pháp tánh, thí dụ như tấm gương lớn tròn, rỗng ràng chẳng có một vật, mà người A tới thì người A hiện ra, người B tới thì người B hiện ra, AB đều tới thì AB đều hiện. Chính đường lúc rỗng ràng lặng lẽ, không có một vật, mà chẳng ngại gì A tới thì A hiện, B tới thì B hiện. Chính đường lúc A tới A hiện, B tới B hiện, mà vẫn là rỗng ràng lặng lẽ, không có một vật gì. Thiền tông phần nhiều chủ trương chân đế, tức là ở chỗ vạn hành hiển bày trọn vẹn, chỉ thẳng ra một pháp chẳng lập. Tịnh Độ tông phần nhiều chủ trương tục đế, tức là ở chỗ một pháp chẳng lập mà chỉ thẳng vạn hạnh hiển bày trọn vẹn. Người hiểu lý thì tự họ không có chấp thiên lệch. Nếu chẳng thế thì chẳng thà chấp có còn hơn chấp không, vì chấp có tuy chưa thể viên ngộ Phật tánh mà còn có công phu tu hành, chấp không thì cho là không có nhân quả, trở thành cái thấy đoạn diệt, họa loạn Phật pháp, làm lầm cho chúng sinh. Cái họa lớn chẳng thể lấy lời nói để thí dụ. Chúng ta niệm Phật từ trước có niệm mà khởi dậy, niệm đến lúc niệm vắng lặng, tình mất hết mà đã không có người hay niệm, không có Phật được niệm, mà lại chữ chữ câu câu rõ ràng rành rẽ, chẳng lầm lẫn, chẳng rối loạn. Tức là chỗ bảo niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, là chính đường lúc niệm Phật mà không có ý tưởng khởi tâm niệm Phật, mà lại niệm rõ ràng rành rẽ nối tiếp. Nhưng công phu này chẳng phải người mới phát tâm có thể được liền. Nếu chưa đạt đến công phu niệm mà vô niệm, thế mà chẳng làm việc hữu niệm, thì như phá nhà cửa đi để cầu cái không, quyết chẳng phải là chỗ an thân lập mạng. Các bậc thiền đức đời xưa có nhiều vị lấy lễ bái trì tụng chẳng tiếc thân mạng như cứu đầu bị cháy. Thế nên ngài Vĩnh Minh mỗi ngày là 108 Phật sự, ban đêm qua núi bên cạnh hành đạo niệm Phật. Huống chi kẻ học đời sau có thể chẳng chú trọng sự tu mà muốn thành đạo nghiệp ư? Ác phải triệt ngộ lý thể, một pháp chẳng lập, ra sức thực hành công phu tu trọn vẹn, vạn hạnh mới là trung đạo, không hữu viên dung. Ngừa giải thoát nghiêng về bên không, cho không tu một pháp nào là chẳng lập, ấy là kẻ mà chư Phật gọi là đáng thương xót. Đại sư Liên Trì nói, chấp trước sự mà niệm có thể nối tiếp nhau thì chẳng uổng công phu tu hành, chấp trước lý mà tâm chân thật chưa thông thì khó tránh tai họa rơi vào chỗ không. Vì sự có công dắt theo lý, còn lý thì không có khả năng đứng riêng một mình. Nên chúng ta học Phật ắt phải ngay nơi sự mà thành lý, ngay nơi lý mà thành sự. Lý sự viên dung, có không chẳng hai, thì mới có thể thành tựu trọn vẹn tam muội, thoát khỏi sinh tử. Nếu tự bảo ta tức là Phật, chấp lý mà phế bỏ sự, thì sai lầm quá xa. Cho nên phải gắng sức tu hành, nhất tâm niệm Phật, nơi sự mà hiển lý, hiển lý mà vẫn chú trọng ở sự, thì mới có chỗ đắc. Như bậc Đẳng Giác Bồ Tát còn lấy 10 đại nguyện vương
hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Này chúng ta còn là phàm phu mà chẳng biết tự mình cân nhắc, suy xét một cách sai lầm, cho niệm Phật là tiểu thừa, chẳng đủ để tu hành, thì tương lai sao có thể tránh khỏi đọa vào A Tỳ địa ngục. Lại có người niệm Phật, phải mỗi người làm hết bổn phận mình, chẳng trái với luân lý thế gian. Chỗ bảo là dốc lòng luôn thường, làm tròn bổn phận, phòng ngừa tà quấy, bảo tồn thành thật, kiên cự các điều ác, vâng làm các điều lành. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái, là người có tội trong Phật Pháp. Như thế mà muốn Phật cảm ứng, gia hộ, thì nhất định không có lý này. Thế nên, kẻ học Phật, ắt phải cha hiền con thảo, anh thương em kính anh, mình thành tựu, lại thành tựu cho người, làm lợi mình, lại làm lợi cho người, mỗi người làm hết bổn phận mình, tu rộng lục độ vạn hạnh, để làm khuôn mẫu cho mọi người. Phải biết hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, cũng ở trong lục độ vạn hạnh. Người chẳng tin Phật, như mang cặp kiến màu để quan sát vạn vật, màu sắc đỏ xanh do kiến mà sai khác, nên chẳng xem được bản sắc của các vật. Vậy nên, người học Phật chúng ta nên thiết yếu, chớ nên chấp chặt ý kiến mình. Nếu chấp bậy ý kiến mình, thì giống như ếch ngồi đáy giếng dòm trời, đến lúc diêm vương gọi tới, mới thấy trước kia là quấy, có hối hận cũng đã muộn. Đời này xã hội rối loạn, tai trời họa người phát sinh chồng chất, muốn mưu tính cứu vãn, thì hết thảy mọi người phải dốc lòng luôn thường, làm tròn bổn phận, có hiếu với cha mẹ, hiền từ với con cái, đại công vô tư, yêu người như yêu mình, thì mới có thể được. Quả nhiên, có thể nhân tâm bình hòa, thì thế giới tự yên, nạn nước tự tiêu. Hiện tại, họa hoạn rất lớn, tức là ở chỗ người ta bảo, chỉ ôm lòng riêng tư, tâm riêng tư đến cùng cực, thì chỉ biết có mình, chẳng ngó ngàng gì đến người khác. Riêng tư giả dối lừa đảo, nói láo đâm thọc hiểm ác, chuyên làm những việc tàn bạo, bóc lột áp bức, không việc nào là chẳng cùng cực. Đời này có thể thành thế giới la sát, rốt cuộc ác đến nỗi trời giận người oán, thân chết nhà tan, rồi sao mới thôi. Người đời phần nhiều hâm mộ sự thành trì của đời Đường Ngu hồi xưa, yên vui thong thả, thiên hạ thái bình, mà than thở thói đời suy đồi, lòng người hiểm ác. Nhưng xét ra, tại sao đến nỗi như thế? Thật chẳng ngoài công và tư mà thôi. Công đến cùng cực thì thế giới có thể đại đồng, tư đến cùng cực có thể giết cha chung vợ. Nếu ai có thể phá trừ tâm riêng tư, không tàn hại lẫn nhau, thì đời Đường Ngu tam đại khó gì chẳng thấy ở ngày nay. Thank you.